Tía tô được ví tốt ngang thần dược chữa ho, giải cảm và tăng đề kháng. Ngoài đun nước pha mật ong, dùng theo 3 cách này sẽ giúp F0 nhanh khỏi bệnh. Chuyên gia đông y cũng phải gật gù trước công dụng của lá tía tô, nhất là khi áp dụng điều trị F0 tại nhà trong tình hình hiện tại. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh là nguyên chủ tịch hội đông y Ba Đình, Hà Nội cho biết, trong đông y, tía tô có tính ấm, vị cay, không độc. Lương y ghi nhận là tía tô là rau thơm gia vị rất phổ biến, đồng thời là vị thuốc rất hay dùng để trừ cảm mạo, chữa ho có đờm. Hạt tía tô thì có thể làm trà uống và dùng làm thuốc. Y học hiện đại cũng công nhận tía tô có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C, giàu hàm lượng canxi, sắt và phốt pho. Chúng không chỉ giúp món ăn của bạn thêm màu sắc, mùi vị, giúp bạn ngon miệng hơn, mà còn có tính năng hỗ trợ trị bệnh cực tốt, trong đó có công dụng trị ho. Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, tía tô cực kỳ tốt cho những người đang là F0 điều trị tại nhà. Sử dụng tía tô làm nước uống, thêm vào các món ăn hay làm nước sông mũi sẽ giúp giải cảm, chữa ho, tăng cường sức đề kháng. Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà có thể dễ dàng áp dụng để nhanh khỏe hơn. Và sau đây là 4 cách dùng lá tía tô giúp F0 nhanh khỏi bệnh, được chuyên gia bật mí. Đầu tiên là ăn chào trứng trộn hành và lá tía tô. Từ lâu dân gian ta đã áp dụng cách ăn chào trứng trộn hành hoa và tía tô để giải cảm, giúp người hết đau mỏi. Nhiều F0 điều trị tại nhà cũng luôn trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu, khó ăn cơm, có thể ăn chào trứng trộn hành hoa và tía tô sẽ giúp dễ chịu hơn. Chào trứng vốn bổ dưỡng, thêm hành hoa và lá tía tô có công dụng giải cảm, giảm đau nhức mỏi toàn thân. F0 bị nhạt mồm, nhạt miệng cũng sẽ được kích thích đáng kể như những loại gia vị như hành hoa hay là lá tía tô. Thứ hai là uống nước lá tía tô pha mật ong. Tía tô có công dụng trị ho, khi đun làm nước uống, pha thêm chút mật ong, công dụng càng được tăng cường bởi mật ong có tính kháng viêm, kháng virus rất mạnh. Khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành đồ uống chăm sóc sức khỏe, chữa ho cũng như tăng đề kháng. Là F0 hay ai cũng muốn phòng chống COVID-19 cũng được hưởng lợi. Chưa kể, nước tía tô đun sôi để ấm pha thêm mật ong, đem làm nước uống trước một bữa ăn khoảng 30 phút, còn giúp chị em giảm cân và trắng da. Thậm chí đây còn là thần dược giúp chị em ngăn ngừa lão hóa trên da như là nám, tàn nhang, cực kỳ hiệu quả. Trong kinh nghiệm dân gian của người Việt, người dân thường sử dụng lá tía tô đun nước sông hơi ra mặt hoặc đắp lá tía tô trị nám, cũng phát huy công dụng cực kỳ tốt. Thứ ba là uống nước lá tía tô pha chanh và đường phèn. Nếu bạn muốn cốc nước tía tô có màu sắc bắt mắt hơn, có thể bắt thêm chút chanh tươi. Nếu bạn không thích mật ong, hãy thay bằng đường phèn để món đồ uống thêm hấp dẫn. Không những thế, chanh và đường phèn đều có công dụng hỗ trợ điều trị F0 tại nhà rất tốt. Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, trong khi đường phèn có công dụng trị ho vô cùng tuyệt vời. Từ lâu, người ta đã sử dụng đường phèn để điều trị hỗ trợ các trường hợp viêm phế quản, ho khan ít đờm, đau rát họng, khí huyết hư, chóng mặt hay là đau đầu. Thế nên nếu không muốn uống mật ong, bạn có thể pha thêm đường phèn cũng rất tốt. Còn nếu ai đã không muốn uống thêm vị do bị mất mùi, mất vị khi là F0, cũng có thể bỏ qua bước pha chế này. Bạn hoàn toàn có thể uống nước lá tía tô ấm, vẫn được hưởng lợi sức khỏe. Và cuối cùng là thứ tư, dùng lá tía tô đun nước sông. F0 điều trị tại nhà có thể gặp phải các triệu chứng như nghẹt mũi, đau nhức đầu, rất khó chịu. Lúc này dùng nước lá tía tô đun nước sông sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những điều này. Theo lương y Bùi Hồng Minh, để tăng thêm công dụng, bạn có thể cho lá tía tô đun với kinh giới hoặc tía tô và xạ hay là chanh. Tất cả những thứ bạn cần là chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, đem đun sôi trong nồi nước rồi xong. Khi xong chú ý dùng khăn bông trùm kín đầu. Khi xong chỉ xong phần mũi, không xong toàn bộ cơ thể, không xong khi đang sốt cao. Và lương y cũng giải thích thêm về công dụng của những nguyên liệu đi kèm nồi xông tía tô như sau. Kinh giới cũng được sử dụng để giải cảm, sốt, cúm, nhức đầu hay là viêm họng. Ngoài ra, xạ cũng có công dụng sát khuẩn, chống viêm, tiêu đờm. Do đó, khi sử dụng những vị thuốc này sẽ càng tăng cường công dụng, giúp F0 nâng cao hiệu quả xông.
Và các bạn cũng lưu ý dùng lá tía tô điều trị F0 tại nhà như sau. Mặc dù lá tía tô rất tốt trong cuộc sống hàng ngày, nhất là điều trị F0 tại nhà, nhưng khi dùng, lương y Bùi Hồng Minh khuyến cáo trẻ em và phụ nữ mang thai muốn dùng nước lá tía tô thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thứ hai là mua lá tía tô cần mua loại có nguồn gốc rõ ràng, đem về phải rửa sạch, ngâm nước khoảng 10 phút rồi mới đem ra sử dụng. Thứ ba là khi đun sôi nước lá tía tô không nên đun quá 15 phút vì dễ khiến tinh dầu trong lá, cành cây sẽ bị bốc hơi, điều này làm giảm hiệu quả đối với người dùng. Thứ tư là bảo quản nước lá tía tô trong tủ lạnh, không dùng đến nhưng chỉ để trong vòng 24 giờ, không nên để lâu trong tủ lạnh vì càng để lâu, các chất dinh dưỡng sẽ không còn như ban đầu. Tiếp theo là không uống nước lá tía tô trong thời gian dài vì có thể gây chướng bụng, khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến huyết áp. F0 điều trị tại nhà sử dụng lá tía tô, dù theo cách nào cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Và cuối cùng là đối với chị em đang khỏe mạnh, muốn dưỡng nhan, cũng không nên lạm dụng uống nước lá tía tô quá nhiều. Mỗi lần trước khi ăn, chỉ uống một cốc tầm 30ml ở dạng nước ấm là tốt nhất. Sau 7 ngày cần dừng lại một tuần rồi mới dùng tiếp, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu muốn dùng liên tục và lâu dài.